Em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay em Thắng tiếp tục lên một ít đồ nghề cho anh em ha. Hôm nay thì có những cái thùng nữa để anh em mình xem có cái mã sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Và cái số điện thoại này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là cái phần tiêu đề. Rồi thì như thường lệ thì em Thắng sẽ nhắc lại cái hình thức giao dịch bên em. Thì đối với bên em sẽ có hai hình thức giao dịch. Nếu như anh em là mình chuyển khoản thì em Thắng sẽ bao cái phí vận chuyển về nhà cho mình. Còn nếu như anh em là mình muốn ship code, nhận hàng, mình thanh toán tiền hàng cho bên giao hàng thì mọi người vui lòng mình thanh toán thêm cái phí vận chuyển giúp em nha. Rồi, mã số 1 của clip này thì em Thắng sẽ vào những cái thùng. Và đầu tiên, mã số 1 của mình thì một cái thùng này. Thùng này hôm trước anh kia anh chốt, cuối cùng anh đi công tác anh không nhận được. Hôm nay em Thắng đang lại cho mọi người, anh em mình hôm trước mình chưa có chốt kịp ha. Thì chiếc thùng này là một chiếc thùng đồ nghề để đựng đồ nghề ha, cái dòng nóc nhà. Và cái dòng này thì nó có thêm một cái phần cái khai để anh em mình đựng ốc vít bên dưới này ha. Đây đó. 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 Nó sẽ có một cái khai nữa để mình có thể đựng ốc vít đồ bên dưới này, rất là thuận tiện nha. Đó. Và con này thì màu sơn của mình là màu sơn xanh, còn khá là đẹp ha. Đó. Lá tôn của mình thì nó cũng tương đối thôi, nó không có dài, nó cầm rất là chắc chắn nha mọi người. Thì con này nó có tổng trọng lượng mình cân được là nó nặng 1,7 kg nha anh em. Con này tổng trọng lượng của mình là 1,7 kg. Rồi về kích thước, chiếc thùng này nó có tổng chiều dài là 35 cm, chiều cao thì nó lên đến là 14 cm nha. À, thường thường nó 10 cm thôi nhưng mà nó có cái học để nó bỏ ốc vít đó nên là nó tới là 14 cm. Và cái bề ngang này của mình là 15 cm. Rồi anh em nào thích chiếc thùng này ha, đây mình sẽ đi vào bên trong ha. Nó sẽ có hai phần khóa hai bên. À, trong đồ đẹp nha anh em. Đó. Trong đồ rất là đẹp. Rồi anh em nào thích cái chiếc thùng này mọi người cho em mã số là E1 ha. Đây mã số E1 260.000 nha. Chiếc thùng này 260. Tiếp theo mã số E2. E2 thì em có một chiếc thùng của thằng Toyo. Đây nó cũng có vài cái bít mốt nhẹ nhẹ này ha, do mình để bãi. À, Toyo nó có một cái khóa giữa nha anh em. Đây một cái khóa giữa thằng Toyo. Đây là cái hai bên này không của mình. Đây bên đáy. Rồi chiếc thùng Toyo này thì nó nặng được là 1,2 kg nha anh em. Chiếc thùng Toyo này thì nó nặng 1,2 kg. Rồi tổng chiều dài được là 36 cm, chiều cao được 10 cm, và bề ngang của mình là được 15 cm. Đây anh em mình xem bên trong ha. Đó, trong còn tương đối là ok nha mọi người. Trong mình nó cũng có vài cái vết bóp bóp nhẹ này, do mình để bãi thôi chứ còn độ đều ok ha. Đó, khóa chốt độ ngon lành hết nha anh em. Rồi anh em là thích chiếc thùng Toyo này, mọi người cho giúp em E2. Con này giá 220.000 ha. Rồi tiếp theo mã số E3. Mã số E3 thì em giới thiệu cho mọi người một cái thùng của thương hiệu Speed. Đó, cái này là cho anh em mình đựng máy hoặc là mình đựng đồ nghề cũng được ha. Là Speed ha. Thiết kế của mình là hình hộp chữ nhật nha anh em, hình hộp chữ nhật. Đó, nước sơn màu xanh, bên đáy đồ này nó ngon lành hết ha. Đó, đây thì nó sẽ có hai cái khóa ha, hai khóa hai bên đó, trong là hai khóa hai bên nha. Rồi anh em mình sẽ mở ra để mình xem cái bên trong ha. Đây bên trong mình cũng còn khá là đẹp nha anh em, nó sạch sẽ đẹp đẽ ha. Đây mình khóa lại. Đó, thì con này thì cái lá tôn của mình nó cũng vừa, nó không có dài nha, không có dài mà cũng không có mỏng. Thì con này nó có tổng trọng lượng mình cân được là 1,2 kg luôn, 1,2 kg ha. Con này thì nó được cái là nó có bề ngang anh em, chiều dài của mình thì nó được 36 luôn nè, chiều dài là 36 cm. Rồi cái bề ngang này của mình nó mình đo được là 22 cm nha. Và cái phần chiều cao của mình thì mình đo được là 7,5 cm. Rồi con này thì mã số của mình là E3 nha anh em, chiếc hộp này 250. Tiếp theo mã số E4. E4 thì em có một cái thùng carton box, cái này thì nó tương đối dài nè, nó nặng là 1,3 kg nha anh em, nó nặng hơn Toyo một tí, nó nặng hơn cái thùng Toyo một tí ha. Đó. Đây nước sơn của mình là màu xanh lá. Đó, màu xanh lá nha. Đó. Con này thì lá tôn nó dày. Đó, màu xanh lá. Đây đó. Rồi hai chốt hai bên nha anh em, hai chốt hai bên này. Đây xem bên trong ha. Đó, bên trong rất là đẹp nha anh em, sạch sẽ đâu ha. Đó, con này rất là đẹp và nó lá tôn mình nó dài nha, nó ngắn hơn Toyo một tí thôi. Con Toyo thì nó dài 36, còn con này thì nó dài là 35. Đó, dài 35 ha. Rồi,
chiều cao của con này là 10 ha, và chiều ngang của mình cũng là 15. Rồi con này thì em để giá 220 ha, một cái thùng tun bot màu xanh. Còn khá là đẹp ha, E4 220. Tiếp theo, mã số E5. Đây, E5 thì em sẽ lấy bên này. E5 thì em có một cái hộp đựng đầu khẩu nha anh em. E5 của mình là một cái hộp đựng đầu khẩu. À đây. À, của Enius cho anh em. Đó, cái hộp này thì hôm trước cái này nó dính giấy nha. Cái này anh em mình cởi ra cho anh em, nó đây nó phần giấy thôi. Mình thì có vệ sinh ra thôi. Đây, à, mình có hai chốt hai bên nha anh em. Đó, hai bên hai bên. Đó. Đây, đó nó chuyên đựng khẩu này. À, anh em mình thấy ha. À, cái này thì nó đựng cái đầu khẩu chữ T, cái đầu máy đầu hoa thị chữ T anh em, nên là nó có những cái phần cao cao như thế này ha. Đây T60 này, T65 rồi này nào ha. T50 rồi này. Ở những cái đầu chữ T bên này thì nó có một càng tự động. Cái này là càng tiếp ha. Còn anh em mà không thích thì mình gỡ cái này ra luôn, mình đựng ống vít cũng được. Đó, cái này thì nó cũng mới nha, còn hộp. Đây là cái khay nó. Này thì nó nặng 900g nha anh em, gần 1 kg á, nặng 900g trong hộp này. Đó. Là anh em mình đựng khẩu, đựng ống vít cũng được. Rồi, à, về kích thước. Về kích thước thì chiếc hộp này nó có tổng chiều dài là 37 cm. Bề ngang của mình đo được là 15 cm. Và cái phần độ dài thì mình đo được là tầm khoảng 4 cm nha. Con này thì nó nặng 9 lạng nha anh em. Đó, nó nặng 9 lạng, 900g ha. Rồi chiếc hộp này em bán giá 180.000 nha, mã số là E5. Tiếp theo, mã số E6. Mã số E6 thì em có một cái hộp quân Toyo này. Cái hộp này rất là xịn sò luôn. Đó, cho anh em mình đựng áo vít. Của Toyo nha anh em. Đó, Toyo Made in Japan này. Đó nào, đây nó có vài cái bóp nhẹ thôi, không ảnh hưởng nha anh em. Đây, để ốc vít. Con hộp này thì nó nặng tới là 1,8 kg nặng. Đây hai có hai bên nha, Toyo Made in Japan. À, con này nó giá trị, nó có những cái ngang nhựa bên trong này. Cái ngang nhựa đó anh em mình mua lẻ ở ngoài tầm khoảng là mấy chục nghìn một cái rồi. Đây. Anh em thấy không? Những ngang nhựa này. Đó, 1 2 3 4 5 6 này. 8 này, 10 12, 14 cái ngang nhựa nha anh em, 14 cái hộp nhựa nhỏ. Đó, màu đỏ và màu xanh. À, cái hộp này thì đây, hộp nhựa nó rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em ha. Anh em mình mua lẻ không ở bên ngoài một cái nhựa này cũng là tầm khoảng 20-30 nghìn một cái rồi. Đẹp nha, anh em mình đừng ốc vít. Đó, còn không nếu mà anh em mình không đừng ốc vít thì mình bỏ hết mấy cái hộp nhựa ra mình đựng đồ nghề cũng được. Nhưng cái này thì nó chuyên để đựng ốc vít rồi. Cái này thì nó làm một cái miếng mốt này để anh em mình đựng ốc vít đồ này nó không có bị chạy qua ngang khác ha, nó không bị chạy qua ngang khác. Đó, nên là các anh em mình về mình sắp xếp lại ha, đó y như vậy thôi. Đó, nguyên bản nguyên zin nó còn mới căng luôn, mắc cáo luôn ha. Đó, đây bên trong này anh em không, đó rất là đẹp nha anh em. Đây mốt nhưng mốt nó này đó, để giảm êm này. Đó để mình xách đi đồ này nó qua có bị kêu, hoặc là đó mình xách đi này nọ này nó không có có bị qua những ngang khác. Đó, của Toyo nha anh em, Made in Japan này rất là dài luôn, hàng nội địa Nhật. Đó, và nước sơn của mình còn khá là đẹp. Tuy nhiên thì hàng bãi thì nếu mà anh em mình có thời gian về mình gò là tí thì rất là đẹp ha. Đây Toyo này đó, đây này nó chuyên cái hộp này là chuyên được những ốc vít này. Đó, Toyo Made in Japan đó, này thì nó không bị mốt nhẹ một tí thôi, đó anh em mình lấy búa cao su mình gọn tí là nó bền phẳng thôi đó. Còn rất là đẹp nha anh em. Rồi thì em Thắng sẽ đo kích thước ra tổng đặng lận cái chiếc thùng này là 1,8 kg. À, bề ngang của mình là 31 này. À, chiều dài là 31 chứ, chiều ngang của mình là được 21 này. Và cái chiều cao này á thì nó tầm khoảng là 6 cm. Rồi thì anh em nào thích chiếc hộp này thì mọi người chốt giúp em mã số là E6 nha. Chiếc hộp này 400.000 đó. Nội nạo mấy cái ngang nhựa là đủ tiền luôn rồi nha anh em. Đó, E6 400.000 cho chiếc hộp này. Mã số E7. E7 thêm có một cái thùng đồ nghề nhựa. Đó, cái này thì nó chờ ba lửa luôn. Đó, đây. Mình thấy này nó chà ba lửa luôn nha anh em. Để lấy cái giá ra. Nó bự đùng luôn à. Đó. Rất là bự nha. Con này là bự nhất rồi vậy má. Nó bằng nhựa nhưng mà con này thì nó được gia công ở China nha anh em. Đây, Made in China này. Đó, và chất liệu của mình là bằng nhựa ABS nha, nhựa cứng. À, công ty này là công ty của Nhật ha, nhưng mà nó được gia công tại China và nó xuất về. À, thì có sao thì em quay lại thôi. Chúng là chiếc này rất là dài nha, nhựa ABS rất là cứng luôn. Đó. Nhiều khi anh em mình đây cố tình mình phá nó mới hư thôi, chứ còn những cái này rất là bền, nhựa ABS ha. Đó. Đây ta cầm của mình ở giữa. Và con này thì nó có cái chiều cao nữa, nên anh em mình đựng đồ nghề rất là hay ha. Đó, đây. Đó, anh em mình có thể đựng rất là nhiều đồ nghề này. Đó, mã vạch 49 nha anh em, mã vạch 49 nha.
chứ không phải là hàng của chợ lớn hay là hàng Trung Quốc đâu ha, cái hàng người ta được gia công tại Trung Quốc và xuất về Nhật. Đây mã số 49 này ha, rất là dài nha anh em. Hai bên thì nó có cái phần tay cầm này đó, đây anh em mình bê lên đó, vậy là anh em mình bê đi đó, hai cái móc khóa nha. Chỗ này thì nó có móc khóa nhỏ này đó. Rồi mình sẽ xin bên trong nha anh em, xin bên trong. Bên trong thì nó sẽ có một cái khay à, cái khay nhỏ để anh em mình đựng đầu tiếp đồ này bên trên này. Và bên dưới thì cái đá này, cái thùng này người ta đã cũng đã dùng rồi nên anh em mình thấy nó có cái phần thụng thụng nhẹ xuống ha. Đây. À, anh em thấy này, đó, cái phần ở giữa này nó hơi thụng thụng xuống một tí. Ha, do người ta để đồ thôi chứ còn những cái con này bằng nhựa ABS rất là chất lượng nha, đó. Nó bị thụng một tí thôi nha anh em, nó rất là mềm phải nhưng bị thụng ngay chính giữa này một tí thôi. Không ảnh hưởng gì ha. Và con này thì nó không có bị trải đũa nhiều. Đó, ngoại hình thì mọi người cũng đã thấy rồi, còn nguyên si hết ha. Rất là dài nha anh em, thùng này bự. Đây, em thắng sẽ đo kích thước này nào anh em mình đồ nghề mình nhiều quá mình bỏ mình mua về mình đựng đồ người rất là ngon lành nha. Đó. Đây. Con này thì nó nặng tổng trọng lượng á, nó nặng lên tính là 2,4 kg nha anh em. Đó, nó bằng nhựa mà nó nặng tới 2,4 kg này. Rồi thì em thắng sẽ đo cái chiều dài cho anh em. Rồi con này thì cái kích thước bao phủ này nó dài nên được là tầm khoảng là 50 cm nha anh em. Nó rất là dài nha, 50 cm. Rồi cái chiều cao này, đó. Chiều cao tính phu bì nó rơi vào tầm khoảng 25 luôn á, thường thường anh em tới 20 nó là bự rồi, con này nó tới 25 26 luôn nè. Đó, hơn một găng tay này chiều cao của nó nè. Và cái chiều ngang này của mình á thì mình đo được là 25 cm nha, 25 cm. Đó. Rồi, anh em là mình thích chiếc thùng này ha. Mọi người mình chốt giúp em. Con này mã số E7 nha, con này em để giá 480 cho anh em mình xài thôi. Đó. 480.000, mã số là E7 nha anh em. Đó. Cái này thì anh em mình xài rất là nhiều đồ á, nó rất là bự. Rồi, tiếp theo thì mình qua những cái món đồ nghề. Đây. Mình qua lại những món đồ nghề nha anh em. Rồi, tiếp theo là mình vô những cái mã kìm đi. Đó. Đầu tiên là những một cái kìm cắt này, cái này nó còn khá là đẹp ha. Đây, loại nhỏ. Đó. Đây lưỡi cắt mạnh này, đó anh em thấy không? Nó có bị rập một cái lỗ kim nhẹ bên trên nhưng không ảnh hưởng gì ha. Con này của Thuribit nha anh em. Đó, Thuribit nội địa Nhật này mà kim còn đẹp đây. Đó. Đây, con này thì nó nhỏ nhỏ nhưng mà cắt ngon lành. Đây. Ha, tực nha anh em. Đó. Đó, bấm nó ngon lành nha. Đó. Nhỏ nhưng mà cắt ngon nha. Rồi. Con này thì nó dài được là 13.5 nha, dài được 13.5. Rồi con này em bán giá 80.000 ha, có một lỗ tốt da nhỏ này. Đó, vỏ kìm đồ đẹp. Đó, kìm nhỏ E8 80.000. Tiếp theo E9, một cây kìm nhọn của Thuribit luôn. Đó, của một hãng. Đó, đây. Mà kìm thì nó hơi rỗ rỗ một tí thôi nhưng mà ngon lành ha. Đây, mũi kìm thon gọn nhỏ. Đó, đây là phần chi tiết ren kìm. Có lò xo trợ lực ha. À, của thương hiệu Thuribit Japan luôn. À. Cắt được ok nhưng mà không ngọt nha anh em. Đó, nào sau nói à thôi. Cái này thì con đang là cắt được nhưng không có ngọt, có lò xo. Rồi con này em để giá 80.000 nha. À, E9 80.000, con này nó dài được là 16.5 nha. 16.5. Mã số là E9 80.000. E10, cái kìm cắt của Meri. À, cái này thì khá là dài dạng ha. Đó, cái này thì lưỡi dài này, nên mình có thể mình cắt kẽm mà luôn. Nó dài cui nha anh em. Đó. Của Mary, nó vỏ thì nó có vài cái vết cắn ha. Này có hàng kìm Mary này. Đó. Đây. Cắt ngọt cho anh em hả? Ha. Ngọt ha. Rồi. Con kìm Mary này thì nó dài tổng thể 16.5 ha. 16.5 luôn. E10. Con này giá 100 ha. Số E10. Rồi tiếp theo E11. Có một cái kìm điện của thương hiệu Speed nha. Đây, rất là bự luôn nha anh em, con này bự. Đó, đây hình thức của nó nha anh em. Trong hàng bãi nó hơi cũ thôi nhưng mà ren cỏ nó còn đều nè. Đó, ren cỏ nó còn đẹp ha. Đây, vỏ kìm. Con này thì nó dài tới là 22 cm nha anh em, 21.5 nha. À, 21 cm, sẽ kìm bự nha anh em. Này cát đường cũng còn khá là ngọt. Đây.
ha, để cái ngọt nha anh em. Rồi anh em thích con kìm nào mọi người chốt giúp em mã số là E11. Con này giá 160.000 nha. E11. Tiếp theo E12, em có một cái con dao rọc xịn sò luôn với NT Cutter. Con này giá mới nó cao lắm. 300 mấy 400.000 một con nè. Đây NT Cutter nha anh em, da ben này. Đó anh em thấy không? Cái con này nó là bằng thép không rỉ nha, stainless steel, và cái phần thân của mình là bằng hợp kim nhôm. Con này là nó thay lưỡi tự động và nó bỏ một lần được 5-6 lưỡi nha anh em. Cái này thì hiện tại nó không có lưỡi. Đó thì anh em mình cứ vào đây, đây là cái nấm đen thì mình dặn cứng lại. Đó, và cái này là để anh em mình thay lưỡi nè, anh em mình thay lưỡi bỏ vào đây ha. Kéo cái này ra. Đó, mình sẽ nạp lưỡi vào đây ha. Tương tự rồi đút vào. Đó, sao cái mình kéo cái này ha. Đó mình kéo cái này nè, tự động nó sẽ lát lưỡi nha anh em. Đó tự động nó lưỡi ha. Đó thì con này thì bán ngoài rất là nhiều rồi và anh em mình cũng rất là thích cái dòng này. Rồi con này em bán giá 180 nha. Con dao độc giấy của NT Cutter E12 180.000. E13 thì em có một cái lưỡi cưa này. Đó, một cái lưỡi cưa của thương hiệu là nhà Okazaki, cũng Okazaki của Nhật nha. Đây. Mesto là thép nha anh em, dùng để anh em mình cắt xác rồi này nọ nè. Mình cắt xác, cắt dao đồ này nọ nha anh em. Đây. Con này thì nó có kích thước này. Đường kính của mình là 100. Cái cốt của mình là 25.4, độ dài là 2.5 ha. Đây, đó. Thấy không? Giống như một cái lưỡi dao phay vậy đó, phay rang ha. Con này là một cái lưỡi cưa. Đó, đây. Này là 25 nè anh em. 25.4 gì đó. Cái đường kính của mình là 100 mm này, 10 cm. Chưa sai. Rồi anh em nào thích cái lưỡi cưa này ha. Đó. Rất là dài dạng nha anh em. Mọi người mình chốt giúp em mã số của lưỡi cưa này là E13. Con này giá 130.000. Tiếp theo E14. E14 có một cái mẫu lết cho anh em sưu tầm này, cái này mới càng đẹp. À, Lotter dù tâm hồn size 150 đó, bung loáng luôn ha, môi ngầm chưa xài nè. Đây này, lâu lâu mình đó nó bị khựng tí là do để bãi đó, nên mình tra dầu gì tra dầu một tí thôi, ok thôi, tại vì bên trong này nó em thấy này nó có những cái vết vằn vào bên trong do để bãi thôi ha, chứ còn cái này chưa có xài. À, đây hoạt động được ngon lành ha, lâu lâu nó khựng đó ha. Ngon lành nha anh em. Đây mới can luôn cho anh em mình sưu tầm này đó, chưa có xài, một lớp chưa có xài nha, 150 mm của Lotter hiệu tấm hầm, rất là xịn sò ha, da ben. Rồi con này giá của mình là 100.000 nha, mã số E14. E15 một cái mỏ lớp siêu tầm nữa, con này của thương hiệu SK11 này. Đây cái dấu dít tiêu chuẩn nội địa Nhật nè anh em, thương hiệu SK11. Con này xa 200 mm nha, thép alloy steel. Đây môi ngàm nó còn rất là đẹp nha anh em. Thì đối với những cái dòng 200 mm này thì cái độ mở ngầm của mình nó được là 25 ly, hoạt động được trơn tru nha, mới can. Rồi con này em để giá 160 cho nên mình sưu tầm nha, mã số là E15 160.000. E16 em có một cái cặp cáo bướm nha. Đó. Cặp cáo bướm của Somat, đây của thương hiệu Somat nha anh em. Đó Somat ông mù, thì cặp này có đường kính của này của mình á, đường kính này của mình là 8 ly nha, 8 ly vuông, và tổng chiều dài của mình là 50 cm, 50 cm nha anh em, rất là dài. Rồi anh em nào thích cái cặp cáo bướm này mọi người cho giúp em E16. Cặp này giá 250. E17 và E18 thì em có hai cái khóa của Snock On và Proto nữa nè, hôm nay về được hai cây nữa nha anh em. Và con này thì hệ số lớn nha, hệ số của mình là 3/8 nè, và bên này của mình là 7/16. 3/8 thì 9.5 rồi nha anh em. Đây, 3/8 là 9.52 nè. Anh em mình có thể tận dụng, mình mở được những ốc tầm khoảng ốc 10 cũng được. Còn 7/16 thì mình tra ra là nó là tầm khoảng là 11.1 ha, thì anh em mình mở được tầm khoảng là ốc 11. Đó. Thì con này là của Brutto nè. Hai con nha, còn một con Brutto, một con Snock On. Brutto này thì nó dính sơn thôi nha, nhưng anh em mình sơn bánh cóc này. Đó, bánh cóc nó còn nguyên vẹn, nó không có bị mòn nha. Hàng của Mỹ nó rất là xịn nha anh em, chứ không phải như cái hàng Đài Loan đồ này nọ thì anh em mình sợ lâu ngày bánh cóc nó mòn. Còn những con này anh em thấy không, bánh cóc còn nguyên vẹn luôn.
Đó, đây phần ray ngầm này, dính sơn dính đất thôi. Rồi con này của Brutto nha anh em, đây thương hiệu Brutto made in USA này. Đó, đây. Đó, hoạt động ngon lành. Rồi anh em nào thích cái khóa của Brutto là mọi người cho giúp em mã số là E17, con này giá 120 ha. E18 cũng vậy, tương tự cùng một thông số luôn nha anh em, 3/8 với lại 7/16. Con này của Snap-on. Đó, con này của Snap-on này, USA nha anh em. Đó, Snap-on rang cỏ đồ còn ngon lành hết ha, nên mình chỉ việc về xài thôi. Rồi con Snap-on này thì mọi người chốt giúp em mã số là E18 nha, con này giá 130. Tiếp theo E19 thì em có một cái cặp khóa của thằng KTC. Đó, đây gồm có hai khóa nha, 10, 12 và 14, 17. Đó, thương hiệu KTC thép alloy steel. Đó, đây KTC alloy steel ha, 10, 12 và 14, 17. Đó, 10, 12, 14, 17 ha, KTC. Đây, đầu vòng miệng được ok hết nha anh em, dính vài cái vết lắm rồi thôi. Chiếc khóa KTC để anh em mình xài rất là bền. Hai cái khóa vòng của KTC nha, 10, 12, 14, 17. Rồi cặp này E19 nha, giá 200 cho hai con này ha. E19 200 nghìn. E30 em có một cây bộ khóa của thằng Asahi. Đó, bộ này nó gồm có 5 chiếc còn rất là mới, là cho nên mình sưu tầm đủ bộ này. Đó, mình kiếm lát nhát nữa mệt. Rồi đầu tiên thì Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người một cái con khóa 80. Đây, những con nào là đều mới nha anh em, gần như là chưa có xài. Đó, em thấy không? Bộ khóa đầu vòng miệng chưa có xài của Nhật nha. Ở đây, con này là đây của thương hiệu Asahi nè anh em. Asahi này giao diện tiêu chuẩn nội địa Nhật này. Bên này thì nó sẽ có chữ Japan và mắt thép của này là mắt thép alloy steel luôn. Đó, không còn gì để xịn sò hơn nữa nha mọi người. Đó, mới đẹp ha. Con này là 80 nè. Rồi, con này là 12 14 này, không có trùng số ha. 80 12 14. Đó, Japan này 80. Con này là 12 14 này, Asahi này. Đó. Rồi con này là 14 17. Đó, đầy đủ những thông số cho anh em xài nha. Đây, sao giết tiêu chuẩn nội địa Nhật, Japan, thép alloy. Đó, còn mới cáo hết nha anh em. Nói chung là còn rất là đẹp. Đó, anh em xem này, trắng non à. Đó. Rồi một con 17 19. Anh em mình xem đầu ngầm ha, cũng rất là mới. Đó. Bộ này thì anh em mình vừa xài mình vừa sưu tầm cũng được. Mắt thép của mình là thép alloy nha, thép alloy steel Japan. Đó, của thương hiệu Asahi này. Rồi con cuối cùng, con khóa bự nha. Con này thì nó làm 22 và 24. Đó, bự chọc ba lửa luôn. Đó, 22 24 ha. Đây, anh em thấy không? Đầu ngầm đẹp hết, nói chung là bộ này đẹp nha anh em. Bộ này còn rất là đẹp luôn. Thì bộ này nó gồm có 5 chiếc nha. Bộ này nó 5 chiếc, anh em là mình thích cái bộ khóa 5 chiếc này. Mọi người mình chốt giúp em mã số là E20 nha. E20 5 chiếc này giá 580 giúp em nha. Thép alloy, hàng nội địa Nhật nha. E20 580.000 5 chiếc. Rồi tiếp theo E21. E21 thì em có một cây khóa trồng hai chiều tự động của top này, cái này cũng rất là xịn này, 10 12 này. Con này giá mới bên Nhật nó cao lắm anh em. Đó, đây. Đó, chữ tự động 10 này và 12 này ha. Con này thì nước xi cũng còn đẹp nha anh em. Đây, 10 12 top này. Saben này ha. Đó, 10 12. Đây. Đảo chiều anh em mình đẩy cái này qua. Đó. Ngon lành, nói chung là em vệ sinh ra dầu hết rồi, anh em vì xài thôi. Đó, đảo chiều gặp qua. Đó. Ngoại hình nước xi đồ còn đẹp nha anh em. Xi cũng còn khá là ok nha, nó không bị tróc xi gì nhiều. Con này thì nó dài được là 20 sen này. Rồi anh em là thích cây khóa đảo chiều hay tự động này của top này, mọi người cho giúp em E21 nha. Con này giá 160 giúp em. E22 thì em còn hai chiếc. Hôm trước 4 chiếc bán hai chiếc rồi ha. Này còn hai chiếc của khóa này, đầu miệng vòng hở này của thương hiệu Katun. Thì cái con này là cái hàng làm theo công nghệ của Mỹ. Hôm trước em về theo cái đồ của Mỹ ha, nhưng mà nó được gia công tại nhà máy Taiwan này. Đó, anh em thấy không? Được gia công tại là nhà máy Taiwan đó của Đài Loan nha. Đó, con này thì anh em thấy không? Mới căng này, xi ngon lành ha. Thì con này là hai cái đầu miệng hở của mình này là 1/2 với lại 9/16. Đó, đầu miệng hở này. Đó, nhiều khi anh em mình mở những cái chi tiết bên trong này ha. Đây 1/2 thì 12.7 rồi, không nói nha anh em, 12.7 rất là quen thuộc rồi. Còn 9/16 thì mình quy đổi ra là tầm khoảng là 14.2.
Đó, 9 phần 16 là 14.2 ha. Thì anh em mình có thể bấm ấp 14 gì đó mở ha. Thì này em báo nguyên cặp ha. Đó, hai con đều thông số giống nhau nhưng một con ngắn một con dài này. Con ngắn thì nó dài được là 15 sen. Và con dài của mình thì nó dài được là 17 sen. Đó. Hai kích thước thôi. Rồi, hai chiếc nha anh em, hai chiếc giá 100.000 cũng như 50.000 một chiếc thôi. Đó, mã số của mình là E22. E22 ha 100.000. E23 thì em có một cái khóa 4 số. Cái này thì nó không có hiệu nha anh em nhưng mà xài còn ngon lắm. 4 số này cũng thông dụng nữa. 17, 19 nè. Bên này là 13 và 14. Đó, đây. Đó, ngon lành nha, đảo chiều nè. Bên này tương tự ha. Đó, đảo chiều. 13, 14, 17, 19. Đó, cái khóa 4 số ha, thẳng thốn đẹp cho nên mình xài. Rồi anh em nào thích cái khóa 4 số này mọi người cho giúp em E23. Con này giá 150.000. Rồi mã số E24. Cũng có một cây vít đóng, cái này xinh xinh ha, anh em có thể sử dụng được sưu tầm của thương hiệu Vercel dòng Vector nha, dòng này khá là mắc tiền. Con này là cái đầu vít đóng BH1 đó, đúng không? Đó Vercel này, anh em có thể sưu tầm nha. Đó, tem chữ rồi này nó còn nguyên. Đó Vercel này, BH1 đó, của thương hiệu Vercel Japan nha. Đó đầu anh em thấy không? Rất đẹp nha, đầu vít BH1. Đó. Rồi con này thì nó có tổng chiều dài 15 sen nha anh em, 15 cm thôi, BH1 nhỏ nhắn xinh xắn. Cái vít đóng nha, con này em bán giá 100.000 cho anh em sưu tầm. Đó, vít đóng đàng hoàng nha anh em. Đó, E24 giá 100.000. Rồi E25. E25 này em có một cây khóa con Tone này, cái khóa dài nha, số 17 19. Con này nó dài được là 32 sen. Đó anh em thấy không? Dài được 32 sen rất là dài nha. Đây, con khá là đẹp nha anh em. Đó, đầu vòng của nó này. Đó. 17 và 19 nha anh em. Cái khóa vòng dài nước xi rất là đẹp nha, của thương hiệu Tone nha anh em. Đây, Tone Tune này 19 và 21. Bên này nó có dấu zip nội địa Nhật này, Japan này. Đó. Rồi anh em nào thích cái khóa 17 19 này của Tone, nó dài 32 sen nha, khóa dài. Mọi người chơi cho em E25 giá 130. E26 em có một cây cần trượt. Cây này thì nó khá là hay ha. Nó thường thường nó dài 25 mà nhưng mà con này nó dài tới là 30 lần. Đó, cánh tay đòn của nó dài tới 30 lần nha anh em. Và con này thì nó đến từ hãng Sanke nha anh em. Đó, 300mm này của hãng Sanke này, nó giao dít tiêu chuẩn nội địa Nhật này. Đó, 12.7 là càng trượt 1/2, đường kính 12.7. Đầu đen xì, cũng khá là đẹp ha. Đó, rồi anh em nào thích cây càng trượt này, mọi người cho chụp em E26. E26 con này của mình giá 200 ha. Tiếp theo E27, em có một cái đầu lét léo 3/8 ha. Đó, con này cũng còn mới này, của thương hiệu Tone. Đó, Tone này anh em, Tone Japan. 3/8 đường kính 9.5 nha. Đó, kính mình đo được 9.5, nó còn mới nha, đẹp. Đó. Rồi anh em nào thích cây đầu đắt léo này mọi người chốt giúp em E27. Con này giá 100.000. E28 em có một cái khẩu 3/4. Ủa, khẩu này nó chờ ba lửa luôn nha anh em. Đó. Đây, chị em xếp. Đây. Quân KTC, đó, rất là đẹp nha. Đây anh em xem cái chán nó này. Nó vòng cạnh đồ chưa có xài luôn. Do để bãi này nọ thì bên trong nó có dính vài cái vết rỉ sét này nọ thôi chứ còn cái vòng của mình chưa có xài. Đó, đây của KTC này, kiểu tụ tun con này là cây đầu khẩu 41 47 nha, siêu to khổng lồ luôn, 47. Đó, con này thì đường kính mình đo được là 19.05 này, 3/4 nha anh em. 19.05 3/4. Rồi con này nó nặng tới là 8 lạng nha anh em. Đó, em thấy không? Một cục này là 8 lạng á. Rồi giá của mình 180.000 thôi cho nên mình thích cái đầu khẩu 47 này ha. Và mình sưu tầm cho đủ bộ. Con này E28. Rồi E29 thì em có một cái khúc nối dài của KTC luôn. Siêu to khổng lồ, những con này là mới chịu xài hết nha anh em. Đó. Một cây nối dài 3/4. Đó, anh em mình đang có sử dụng những cái bộ 3/4 thì mình chốt những con này ha. Đây nối dài tới là 20 sen. À, đường kính của mình là 19.05 nha. Đó, 19.05. Mới can sẽ ban chưa xài của thương hiệu KTC Japan ha. Rồi anh em là thích cái cầu đầu nối dài này ha, nó nặng cũng là 900g nha anh em, gần 900g á. Con này giá 200 giúp em. Khúc nối dài ha của thương hiệu KTC E29 200.000. Rồi tiếp theo là mũi cần siết. Đó, mũi cần siết này. Đó, anh em thấy nó nằm theo cái vuông góc này, đó. Tương tự, con này của KTC luôn, đó, nói chung là bộ này của KTC hết à. Anh em mình sưu tầm thì mình chốt luôn ba con nha anh em. Đó, 3/4 hết nha anh em, đường kính 19.05. Đó, con này thì nó nặng tới 1 kg
ký 3 lần. Con này nặng tới 1 ký 3 lần ha. Chiều dài của mình đo từ tầm khoảng là chắc tầm khoảng là 30 30 32 33 sen nha. Đây phần lục cáp xuống này ha. Cần 5 6 sen đó. Rồi anh em nào thích cái cần siết KTC nặng ký 3 này ha, 3/4. Mọi người cho giúp em mã số là E30, con này giá 350. Rồi tiếp theo, mã số E31. E31 thì em có một cái cần tự động 3/8 ha, của thằng Mitoloy. Đó, 3/8 Mitoloy ha. Đó, thép alloy này, alloy steel ha. Đó, thương hiệu Mitoloy Japan. Đây. Nói chung là con này còn hoạt động ngon lành nha anh em, nên mình xài rất là ngon luôn á. 6 chiều. 3/8 thì đường kính 9.5. Con này nó có tổng chiều dài 17 cm nha. Rồi con này em để giá 140. Cái cần tự động 3/8 Mitoloy ha. E31 140.000. E32 cũng là 3/8 nhưng mà con này nó xịn ha. Đó. Còn đẹp. Đó. Có nút nhấn nhả đầu khẩu nhanh nè. Nút nhấn nhả đầu khẩu nhanh, con này của thương hiệu SK11. Đó. Dòng này là dòng SHR3B. SHR3B ha. Đó. Nước xì còn khá là mới nha anh em. Đó. Nước xì còn khá là mới đẹp ha. Với cáo luôn. Đây. Đó, rang của mình đang nhuyễn nên anh em mình thấy hoạt động ngon lành. Đó. Đó. Rồi con cần tự động của SK11 này nó dài được là 20 cm nha, 20 cm. 3/8 thì đường kính của mình là 9.5. Con này giá của mình là 230.000, còn đẹp nha anh em. 230.000. Rồi tiếp theo E33 thì em có một cái cần bự này, cái này thì 1/2 thông dụng ha. Đó, 230.000. Con này nó khá là dài dạng nha anh em, của thương hiệu hãng Sanki này. Sanki ha, 12.7. Con này thì nó đi chung với lại cây cây cần trượt đó anh em. Nó đảo chiều gặp qua ha. Đó, rất là dài dạng luôn. Thương hiệu Sanki. Này anh em mình về mình xài rất là sướng ha. Rồi con này E33 nha, giá 230. Tiếp theo, mình qua mã số E34. E34 thì em có một cây mỡ đá mài, này nó hơi cũ thôi chứ anh em mình xài ngon ha. Đó, nó có vài cái vết tróc xi rồi thôi. Nè. Vậy với taxi thôi chứ còn anh em mình xài được ngon lành nha. Đó. Con này em để giá 100.000 thôi cho anh em mình xài. Nó nói chung là nó ngoài hình nó xấu thì giá nó thấp. Của Top Japan này. Rồi anh em nào thích cái mỡ đá của Top này, mọi người cho giúp em E34 giá 100. E35 thì con này của Mitoloy này, đó. Con này thì nó đẹp hơn. Ốc của mình nó làm gì bạn thì ốc này nha. Đó. Đây, mình di chuyển nè. Đây mình di chuyển để mình kẹp cái đá mài ha. Con này thì nó còn mới nha anh em. Đó, còn mới của thương hiệu Mitoloy nè anh em. Đó, thương hiệu Mitoloy nha. Rồi con này mới em để giá 120 nha. E35 120.000. E36 em có một cây dụng cụ làm vườn. Đây logo hoa vàng này. Đó. Đây mọc chữ luôn này anh em, mã vạch 49. Con này thì nó có này, mình đo được là 7 cm này. Đó. Phần này mình đo được là 15 cm. Và tổng chiều dài nó tầm khoảng là 35 cm nha anh em, có thước em 3 tắc ở đó không được đó, nó tầm khoảng là 35 cm. Rồi con này mã số E36 nha, dụng cụ làm vườn này giá 120. E37 em có một cái con Eto kẹp bàn mini. Đó. Con này thì nó cái phần mà anh em mình bác vào chân này, đó nó bị đó, đây, chỗ này nó có mắc lông đờn này, anh em mình về có thể mình kiếm cái miếng mình thế vào, hoặc là mình kiếm cái lông đờn ốc đó mình bỏ mình vào mình vặn nha anh em. Đó, để mình kẹp vào chân bàn. Con này thì cái ngầm 50 nha, ngầm 50 thì nó nặng tổng thể được là 800 g. Đó, con Eto mini kẹp bàn. Đó, đây hoạt động nó trơn tru, anh em yên tâm mua về xài. Rồi con này thì cái độ mở ngầm của mình á, nó mở tầm khoảng là 30 35 ly nha, 34 35 ly nha anh em, cũng khá là bự. Đây ngầm 50 này. Đó, này nó có cái đe để anh em mình bỏ. Đó, một con Eto kẹp bàn cho anh em mình này, xài gia đình ha. Này. Đây nó bị mắc ốc này, anh em mình về mình kiếm một cái lông đờn bỏ vào để mình kẹp lên cái bàn ha. Rồi con này em để giá 200.000 cho anh em mình xài nha. Mã số là E37 200.000. E38 em có một cây em mở lưỡi cưa của Somat ha. Đó, đây, bên trong nó anh em thấy này. Đó. Ngon lành nha anh em. Ở đây là mình bấm mình bẻ được cưa này. Chỉnh thì mình xoay cái nấm này. Đây mình xoay cái nấm này đi ha. Đó. Đây còn mới đẹp nha anh em.
nói chung cũng còn khá là ok, một cây chỉnh mỡ lưỡi cưa của thương hiệu Somat. Rồi con này thì nó dài tổng thể là được 17 cm. À, con này giá của mình là 200.000 nha. Mã số E38 200.000. E39 em có một cây cây cưa này, cây cưa của thằng ARS. Đó. Đây ARS Made in Japan ha. Đó. Lưỡi nói chung là còn nguyên zin nha anh em, không bị mẻ đằng nào hết. Chủ hàng bãi thì bên trên lưỡi nó có những cái phần chấm đen đen thôi, chứ còn anh em mình xem cái phần mũi nhọn này. Đó. Rang cỏ nó còn nguyên vẹn hết nha mọi người. Đó. Vậy mình cứ cần thương hiệu ARS nha, Made in Japan. Con này thì cái phần lưỡi của mình nó dài được 2 tấc mốt nha anh em, 21 cm nha. Đó, chiều dài lưỡi của mình là 21 cm, ta cứ gấp của ARS. Rồi cái này mã số E39 nha, giá 150.000. E40 có một cái kìm hoa quả giá 130.000 cho nên mình xài. Đó, nói chung ngoại hình nó hơi cũ cũ vậy thôi, vỏ thì nó có vài vết cắn thôi nhưng mình xài còn tốt. Con này của thương hiệu Sanki, hàng nội địa, đây là cái dao rít tiêu chuẩn nội địa Nhật nha anh em. Nước xi được còn đẹp nha. Đây. Đó. Rèn cỏ nó còn ok hết nha anh em. Thì con này nó có cái độ mở ngầm của mình đó, mình đo được là tầm khoảng là 5 cm. Đó, tầm khoảng là 5 cm. Con này mã số của mình là E40. Giá 130. E41 con này thì của Sanki luôn, con này thì nó còn mới đẹp nha, gần như chưa xài, giá 140. Con này thì cái miệng của mình là miệng bằng. Đó. Mới chưa xài luôn. À, con này thì chưa xài nha anh em, mới chưa xài luôn này. Đó, hàng nội địa Nhật đàng hoàng nha, của Sơn Kai này, đó, số zip nội địa Nhật, đang có mới càng luôn, cho anh em có thể sưu tầm cũng được. Đèn mở tầm khoảng là 45 nha anh em, mở tầm khoảng 45. Và con này còn đẹp chưa xài, giá 140. Mã số E41 nha anh em, E41 140.000. Tiếp theo E42 em có một cái búa bi của nội địa Nhật nha, Made in Japan. Cán của mình là cán mình bằng nhựa nha, bằng nhựa cứng. Made in Japan này, thấy không? Logo cái hãng của nó này, một cái búa bi nha anh em, số 1. Đầu búa luôn còn khá là ok nha. Con này thì nó nặng được là 600 gram nha anh em, nặng 600 gram cái búa bi số 1. Made in Japan nha. Đó. Con này dài được 27 cm. Đường kính đầu đóng búa của mình tầm khoảng là 2/7, 2/7 3 phân luôn nha anh em. Đó. Hàng nội địa Nhật ha, Made in Japan. Con này E42 giá 170. E43 có một cái búa đinh giá 180 cho nên mình xài. Đó, ở chỗ này nó bị cắn nhẹ tí thôi. Đó, nhưng mà đầu búa nó còn đẹp nha anh em. Đây. Đó. Cái búa đinh cán sợi tứ tinh nha. Cán sợi tứ tinh này của thương hiệu Dokyu. Made in Japan. Con này thì nó có tổng trọng lượng anh em mình cân được là 600 g. Rồi tổng chiều dài 39 cm nha anh em. Đó, 39 cm. Rất là dài nha. Này anh em mình đóng đinh ngon lành. Rồi con này E43 giá 180. E44 em có một cái búa khai đầu nhựa bự nha, loại này loại bự này của Vercel, nó nặng tới một nó nặng tới là 700 g nha anh em. Đó, đầu búa hai đầu nhựa cùng người ta xài lướt ha. Đó. Rất là ok nha. Đó. Của Vercel, mộc 1/2 nha anh em. Thì con này nó có tổng chiều dài tầm khoảng là 32 cm. Đó. Đây đường kính đầu đóng búa này của mình nó lên đến là 4 cm nha anh em, gần 4 cm này rất là bự nha. Đó, gần 4 cm á, rất là bự. 13.5. Rồi anh em thích cái búa của Vercel này ha, mọi người cho giúp em E44 giá 180. E45 em có một cái búa cho anh em sưu tầm này, cái này nó mới chưa xài luôn, hàng bãi của thương hiệu Topman này. Đó, thương hiệu Topman hàng nội địa. Đây. Đó. Cái búa này nó nặng tới 1,5 kg lần nha anh em. Đây, 1.5 kg này. Đó, đầu búa này nó nặng tới 1.5 kg này anh em không? Đó, rất là nặng nha. Tính luôn cái phần cán thì con này nó nặng lên đến là 1,7 kg luôn anh em. Cái búa tạ nằm 1,7 kg luôn á, rất là bự ha, và con mới này chưa có xài. Do đây bãi này anh em mình thấy nó dính những cái vết đen đen đó thôi, chứ còn văn tiện rồi này nó là còn nguyên vẹn, chưa có xài nha anh em mình. Sưu tầm về mình có thể mình vệ sinh lại thêm giúp em. Còn cái búa này nó còn rất là đẹp, chưa có xài, của Topman này, nội địa này, mặt gạch 49 nè, nằm 1,7 kg, chả bá lửa luôn anh em. Con này nó dài được là 30 cm này,
nó dài được 30 cm này. Phần đường kính của mình đóng là tầm khoảng là 44 phân nha anh em, khoảng là 4 phân. 4 cm. Đó. Ui, 1,5 kg đã khá nặng nha anh em. Rồi con này em để giá 330 nha. Nặng tới 1,7 kg luôn nha anh em. Đầu búa là 1,5 kg rồi, tính luôn phần cán là nặng tới 1,7 kg. E45 330 ha. Rồi, mã số cuối cùng E46. Một cây mỏ lít răng ha, size bự, size 450 này. 450 của Lotter hiệu tôm hùm. Con này thì nó có tổng trọng lượng là 2,2 kg. Đó, 2,2 kg nha. Đó. Ràng cỏ này anh em mình xem nè. Đó, còn rất là đẹp nha. Đây, ràng cỏ nó cũng mới căng à, anh em mình thích. Đó, Lotter này đó. Lò xo nó ngon lành nha anh em. Con này thì anh em mình thử mình về xài rất là ngon. Thì con này cái độ kẹp của mình á nó tầm khoảng là 8 cm nha. Đó, tầm khoảng là 8 cm. Rồi anh em thích cái con mỏ lít Lotter size 450 này, mọi người chơi giúp em E46 giá 380 ha. Rồi thì em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.